Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là bí thư chi bộ, đội trưởng đội an ninh công an huyện Mỹ Tú, Trung tá Lý Trường Sơn luôn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, tổ chức thực hiện tốt việc thi đua vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân vào thực hiện các nhiệm vụ chung. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua phóng sự sau. Trong quá trình công tác, Trung tá Lý Trường Sơn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đi đầu trong việc tổ chức và vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho từng cán bộ đảng viên trong chi bộ, vận dụng hiệu quả sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác thực tiễn. Với lối sống giản dị, gần gũi, đồng chí luôn được đồng nghiệp tin yêu và quý mến. Về cái lối sống của đồng chí Sơn á, thì thời gian qua thì rất là hòa đồng đối với đồng chí đồng đội. Thì đồng chí luôn lắng nghe anh em khi mà trao đổi, rồi luôn tìm hiểu anh em trong những cái lúc khó khăn, thì đồng chí rất là tích cực trong cái việc giúp đỡ. Trong đó thì đồng chí cũng luôn nhắc nhở anh em là phải sống hòa đồng với nhau để thực hiện theo cái nhiệm vụ chung của đơn vị. Với nhiệm vụ được phân công, Trung tá Lý Trường Sơn đã thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản trong lực lượng an ninh nhân dân, thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, đôn đốc cán bộ chiến sĩ, bổ sung thông tin, nhận xét đánh giá theo định kỳ, báo cáo các chuyên đề định kỳ, đột xuất, đảm bảo về mặt thời gian, nội dung. Đồng chí luôn khiêm tốn, giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phải nói rằng đồng chí Trường Sơn là một trong những đồng chí gương mẫu, đầu tàu và mẫu mực trong việc thực hiện làm theo Bác. Từ việc là quan hệ giao tiếp cho đến xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ, kể cả những cái công việc hàng ngày được phân công giao nhiệm vụ, thì đồng chí Trường Sơn làm việc là có chương trình, có kế hoạch, thực hiện rất là ngăn nắp và hầu như hoàn thành sớm và vượt các cái chỉ tiêu mà được là công an huyện giao cũng như các chỉ tiêu công tác mà do trên giao. Bản thân đồng chí Lý Trường Sơn luôn gương mẫu trong các hoạt động phong trào thi đua bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Với cái vai trò là bí thư chi bộ, đội trưởng, thì bản thân tôi cũng thường xuyên là quán triệt cho cán bộ chiến sĩ thấm nhuần những cái quy định về cái chuẩn mực đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời đối với bản thân thì cũng không ngừng tu dưỡng rèn luyện cái phẩm chất đạo đức theo cái 6 điều Bác Hồ dạy công an dân. Hiểu và vận dụng tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và thực tiễn công tác, Trung tá Lý Trường Sơn đã có những đóng góp thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ chiến sĩ, xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, theo tinh thần đại hội lần thứ 13 của Đảng.